Cây bàn hà của em khán giả tặng mình nè mọi người. Mình để trong nhà nó không chịu mọi người ơi. Mà giờ nó cũng ra cái chòi mới đó nè. Mai mốt nóng nóng là mình đem ra ngoài mình trồng nha. Tại hôm kỳ đó em gửi cho chị, em khán giả gửi cho mình á, rồi cái trời đã sắp vào mùa thu luôn. Cho nên phải để trong nhà, nó còn nhỏ sợ nó yếu á. Mốt trời cho nên không dám để ngoài. Mốt trời ấm mình đem ra ngoài mình trồng ha. Khi mà nó lớn rồi thì mình nghĩ mùa đông khỏi đem vô nhà luôn. Tại nó còn nhỏ mình sợ nó chết. Rồi, ở trên đây là cái cây lá dứa nè mọi người. Ở đây là cái cây lá dứa nè mọi người thấy không? Cái lá dứa này tốt dễ sợ luôn, ra lá quá trời luôn. Còn đây cây rau đắng. Rau đắng mai mốt mình đem ra ngoài mình sẽ cắt, mình tỉa nó, mình dăm nó thêm, mình trồng đó, mình cắt ra rồi cái mình trồng. Đấy, thấy không? Tốt ghê luôn á, cưng quá. Thích dễ sợ luôn á nha mọi người. Mình để chỗ này nó chịu mọi người ơi, cho nên mình để đây luôn nè. Rồi, bây giờ mình vô làm cơm. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình vào bếp mình làm cơm chiều mình. Thì bây giờ hôm nay cuối tuần ha. Thì hôm nay mình sẽ làm món cái món thịt vịt kho bầu khô. Trời ơi, hồi đó giờ từ cái ngày mình qua bên Pháp tới giờ đó, đây là lần đầu tiên mình làm cái món này nha mọi người. Tại năm vừa rồi á, nhà mình bầu nhiều quá, với lại nắng quá trời, nó mình phơi khô bầu quá. Bây giờ mình sẽ làm cái món bầu khô kho thịt vịt nha. Đây, bầu khô nè mọi người. Đó, thì mình phơi được như đây nè. Giờ mình sẽ đem bầu ra, lấy bầu ra mình ngâm nước ha. Để mình cầm thử thì khoảng nhiêu ha. Đây là thịt vịt nè mọi người. Cái này mình mua cái lườn nha. Ôi ôi nó bán mắc, gần 30 euro một ký cái lườn vịt nè mọi người. Mua cái hiệu này nè. Một cái miếng này, hai miếng này là gần 17 euro. 17 euro là chạy bao nhiêu ta? 250, mấy trăm ngàn một ký lô á trời. Nè. Bây giờ mình sẽ trước hết mình đi ngâm bầu đi. Mình lấy bầu ra. Mình cân cho nó đàng hoàng chứ thôi nó nhiều quá ăn không hết. Bầu kho thịt vịt nè, bầu khô á. Thì giờ mình sẽ làm thử nha. Hồi xưa đó thì ở bên Việt Nam á là má mình á ưa làm cái món bầu khô là nấu canh chua. Bầu khô kho thịt vịt rồi, ăn ngon lắm. Nhưng mà ở bên Tây thì bây giờ đây là lần đầu tiên nha mọi người. Ở bên Pháp đây là lần đầu tiên mình làm món này nè. Và được ăn món này. Lấy khoảng 150g. Nhiều không ta, chị ba cái món nhiều lắm coi chừng. Mình bớt lại đi, nhiều quá. Trầm gan không? Bây giờ mình sẽ đem đi ngâm nha. Này trăm gram hơn chút rồi. Thịt vịt này thì mình sẽ đi rửa. Mình rửa bằng nước muối ha. Nước muối mình pha nước muối loãng để mình rửa. Xong rồi mình rửa lại, xả lại nước lạnh nhiều lần nữa. Để cho nó không có hôi ha. Rồi thịt vịt này mình rửa xong mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Đây. Chỉ nó teo, mình cắt cái dây được. Cho hành với tỏi vô ướp.
Đây là lần đầu tiên ở nhà mình á, ăn cái món này ở Pháp ha. Ở Việt Nam thì mình ăn rồi, chỉ có mình anh Thái với Ngọc chưa ăn thôi. Chanh tiêu, xíu muối ha, chút xíu muối thôi. Cho đường vô, cho xíu muối cho nó ấm. Rồi, trộn đều xong mình để đây cho nó ngấm chút. Giờ mình sẽ đi rửa bầu nha. Bầu nãy giờ mình ngâm được 5-10 phút rồi. Đây là bầu nè, bầu ngâm rồi nè mọi người. Ngâm nước ấm ha, ấm quá nó nở ra. Thơm quá, bầu nhà trồng. Thô, dài ghế nha mọi người. Giờ mình sẽ đi kho thịt vịt nha. Nó xăng lại thịt vịt xong, xăng lại mình đổ ra ha, có mình xào bầu nha. Bầu khô, khô ha, mình ngâm xong cái mình dắt nước nè. Khô rồi, giờ mình xào. Chà chà, cái chảo này hơi bị nhỏ nha. Nhiều quá ha. Dập vô. Bao qua nhiều quá vậy ta. Trời, nhiều quá. Thôi ngồi cái thịt vịt nó teo lại đi thôi mọi người. Thịt vịt mà nó teo chắc không sao, mình cho nước vô. Mình cho nước xong sóc rồi. Đó là sốt cô ly mình lột thêm em mình hấp. Tươi ngon dễ sợ luôn mọi người. Bông cải xanh nè. Rồi, nó sôi rồi mọi người. Cái chảo này hơi nhỏ. Kệ lỗi rồi. Mình phải cho nó chín là được. Thịt vịt hồi nó teo quá. Wow, nở dữ rồi. Vợ làm cho chồng thưởng thức nè. Oh, rồi đâu. Quý bầu á 100 gram nè. Chị ba chứ nói lấy chừng nắm tay ăn đủ rồi mà. Wow. Nhìn tưởng đâu là cái sớm mít chứ nè. Ngon lắm ba ơi. Dai nhắc luôn á. Ngon lắm. Bột kho nó dai đã hết vậy. Kho cho thịt nó. Tưởng kia mình mới nhìn vô tưởng là cái mít mà nó có cái mấy cái sớ sớ. Cái chảo hơi nhỏ. Ừ, chảo nhỏ. Tại lỡ rồi thôi kệ. Mình nói là ăn lát thịt vịt nó teo. Mình không ngờ sao nó nhiều dữ vậy mà. Màu nhiều, màu quá nhiều. Quá chừng 100 gram đó hả? Ừ. 100 gram bầu khô chắc 5 không, một trái rưỡi á. Hai trái có. Hai trái. Trái phơi teo là còn có tí xíu à.
có nhiều người ta sắc lát nha, ta sắc lát ta phơi khô, nhưng mà ở nhà mình á là chị ba chị biểu sắc nhuyễn nhuyễn như vậy nè phơi mới ngon. Với lại đó mình cũng nhớ bên Việt Nam ăn bầu mà phơi khô nhuyễn nhuyễn vậy nè chứ đâu có sao nguyên miếng đâu. Hai trái ớt vô. Ớt nhà trồng để trong tủ đông đá. Bầu á mà làm cái món bầu kho vịt á là mình kho cái gu nó ăn là cái vị mặn mặn thôi, không có mặn mà không lạc lắm nha mọi người. Dừa thì không có mặn như là kho khô ha. Còn này mình kho mặn á. Lạc mặn mặn vậy ngon lắm rồi. Ôi bầu dai lắm. Rồi bây giờ lên ăn cơm. Rồi ăn cơm thôi mọi người ơi, xin mời mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị khán giả. Này ăn vài cái món này là vịt kho bầu khô nha cô Kinh. Bầu khô ở nhà mình phơi đó năm rồi đó, bầu khô lạnh, trời lạnh lắm mọi người, ở ngoài 3 độ buổi sáng ăn 3 độ cũng có lạnh dữ. Đây là con cải xanh lục nha, đó bữa cơm chiều. Có bầu khô ăn thử miếng nha. Xin mời mọi người nha. Mời mọi người. Bầu khô. Ăn đi. Ba chị. Ăn món này nhớ tới ông ngoại nha mọi người. Nhớ tới ba của mình và chị Nam, ba mình mất rồi nha mọi người. Mất ngon quá. Đây 5 năm. Ô để đó. Năm 2017, đầu năm 2018 đúng không? Là ba mình mất. Năm. Trước á, mấy lần trước mình về Việt Nam á, ba mình còn á, cái ba má mình á mua bầu về cái cắt ra cái phần khô để cho mình đem qua bên đây ăn đó mọi người. Cho nên lần món này nhớ lắm, nhớ ba quá trời, nhớ ba nhớ má. Ngon quá. Má mình thì còn, ba thì mất rồi. Hồi trước khi món này mình có ăn rồi, với lại canh chua bầu rồi đó, ăn rồi bên Việt Nam, chỉ có Ngọc với ba không ăn thôi. Đang ngọt xuyên á. Mang làm cho ba với con thưởng thức á. Ngon không nè? Ngon. Mình chỉnh cắt xong giờ á, teo héo luôn nè mọi người. Ngon lắm. Kho. Bên ba cũng có ăn thịt vịt nhiều, cũng có ăn nhiều. Nhà không có thường thịt vịt, ăn thịt gà cơ mà. Ngon quá nè. Ăn với ớt. Bọt ngon quá. Ăn mặn mặn nè chứ không có mặn chát nha. Không có mặn nha. Không có mặn. Vậy mới là đúng rồi. Bông cải mà không? Mình còn mà nấm xăm than khô nữa. Đúng rồi, còn nấm xăm than khô. Có ăn thử bao không à? Đâu cũng không có ăn da. Không ăn da bỏ được không? Bỏ da. Nãy nó không có bỏ da, ăn khô luôn. Bầu khô ăn dai dai sực sực quá ngon. Quá ngon. Bữa nào con nấu canh chua. Ngon quá mọi người. Ba chế. Quá ngon. Bầu sực sực ha. Nằm vừa rồi mình phơi nhiều quá. Để mà tay vặn một chút. Quá ngon. Thấy giống không? Bầu với còn đây là có ngon quá rồi. Quá ngon. Giá tôi thích rồi đó. Ừ.
ở bên này có bồ cô ăn là mừng quý lắm. Quá quý đi, món này hiếm ạ. Tại vì ở đây đã trồng bầu, có nhiều chỗ thì dễ, có nhiều chỗ trồng bầu khó, nó nhanh lạnh lắm. Ở miền Nam thì mình nói, ở chỗ có cái hộ ấm thì mình nói nha. Và cực cái nữa, và phơi khô nữa. Cái u bầu này giống như aubergine. Đúng rồi không? Ừ, ngon quá ha. Giống gái mình đã nói cái này giống cà tím đó mọi người. Ngon quá. Tuyệt vời. Ngon quá. Mọi người biết sao mà mình không ít có quay cái mấy đứa nhỏ khi mình làm việc, mình không có quay cái công việc của mình lên trên YouTube không à. Khi mình giữ mấy đứa nhỏ đó mình đâu có thời gian đâu mà quay, mình phải để thời gian mình chơi với nó. Cái thứ hai là không có được thấy mặt nó thì khi mình quay á mình cực lắm, quay cực lắm, quay mấy đứa nhỏ rất là cực luôn, quay giấu mặt á làm cực lắm ạ. Cho nên mình ít khi nào mình đem mình làm clip chơi có mấy đứa nhỏ, 4 đứa. Nhưng mà để bữa nào á mình cũng làm ha, lâu lâu mình làm. Có một quý vị khán giả đó, có một em khán giả nói, họ nói mình là mình quay thêm, mình làm thêm cái clip giữ trẻ đó mọi người. Có một em góp ý vậy đó, mình cảm ơn nha, mình cảm ơn em nha. Thì mình cũng để mình tranh thủ nha, tranh thủ mình làm. Thật ra là quay mấy đứa nhỏ rất là khó nha, cực lắm. Quay xong rồi nếu mà thấy mặt mình phải che cái mặt, nó giấu mặt cực lắm, mà làm mình cắt gọt video á rất là khó, cực lắm. Mà bữa nào mình cũng làm thấy không bộ. Cho nên hôm nay mình khi mình làm việc á, mình không có nhiều thời gian lo mấy đứa nhỏ, mình chơi nói cho đâu bỏ được, cho nên không có nhiều thời gian để làm YouTube. Hơn nữa này trời lạnh, nó không có nhiều cái activity. Về cái những cái gì ta, activity là những cái trò chơi, những cái hoạt động không có nhiều. Trời ấm ấm chút xíu rồi mình làm cho trong. Khi mà trời ấm ấm chút xíu mình sẽ làm ha. Ăn món này nhớ ngoại lắm, nhớ ba quá. Ngon quá. Ối da. Đồ ăn da nè. Ối da. Bỏ nãy giờ. Ngã thấy mùa lạnh luôn cho ngồi ha. Quên. Thường ở Việt Nam mua bỏ da, ối ăn da. Tới giờ mình không ăn da, quên. Không bằng làm bếp. Mình làm bếp á, cái nếm nếm thử thử thôi hết đó bụng mà. Mấy người ngồi không, không có làm giờ bếp á thì ngon, ăn không? Ngon. Ngon lắm phải không bà? Quá ngon. Ngọt thấy ngon lắm đó con. Ăn thì ngon rồi mọi người. Làm thử đi mọi người, làm thử thì ngon lắm. Việt Nam nó làm hoài rồi, nhưng mà tại mình đó chứ. Nó ở đây nè. Nước có làm thử nè, ngon lắm. Người Việt nào cũng biết món này, mà nghĩ là vậy. Nhưng ta thấy người Việt đó. Người Việt đó ở Việt Nam á. Còn xanh đẻ ở đây nó không biết nè. Mà trái này nó cây rồi. Cây xé lưỡi. Quá ngon. Cái bông cải á, mình chờ mình luộc hay mình hấp thì nó sực sực ăn nó ngon. Chín quá là không ngon luôn rồi. Không còn nữa. Ăn được ăn không có cái gì. Bầu không, quá ngon bầu. Bỏ
Bây giờ là 7 giờ mấy rồi? 7 giờ 5 rồi, 7 giờ gần 7 giờ 10 tối rồi. Rồi, màu quá, thời gian mà màu quá hả? Gần tới mùa xuân nữa rồi đó. Nó tới trồng đồ rồi. Bộ ngon quá. Trời ơi, con gái mình với anh Thái mê cái món này rồi nha mọi người. Nó thích bầu kho, nãy giờ nó ăn bầu quá trời luôn. Bầu kho vịt nè. Mốt mình nó canh chua ăn còn lá cháy luôn. Canh chua với cá hay nào? Cá hay gì cũng được, thịt gà cũng được. Ngon lắm. Bầu kho. Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Măng để măng làm. Okay. Ăn ngay chứ còn quá trời bầu kho. Còn nhiều đồ ăn quá trời luôn. Còn nhiều nấm, cua phải ăn trước. Rồi hôm nay cả nhà mình xin tạm dừng video ở đây nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy thích video nhớ bấm cho cả nhà mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Xin chào.